Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 60 triệu token BB nè. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram sẽ tắt chatbot nè. Rồi bấm join này đó. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè. Join group xong các bạn nhớ lướt group trang các bạn, 5611 nè các bạn. Rồi bấm đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bấm đáp lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và tăng 3 người bạn mình nè. Trên tại Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tại Twitter nè. Rồi bấm đáp lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram bạn theo dõi nha các bạn. Sau này rồi bạn mới đập lên. Follow subscribe cái đít nè. Rồi trên cái đít các bạn follow các bạn like nó dài bài các bạn. Mũi tên đi lên, gọi bạn bắt đắp lên. Tiếp tục các bạn join kênh seller nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet tại Twitter nè. Xin ngồi gấp ta. Đó. Rồi các bạn like nè. Rồi tại Twitter lên nè bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên. Các bạn bấm vào register nè. Rồi bạn lướt gấp sang nè các bạn. Nó chữ gì ta? Chữ watch là cái... chữ watch này là cái đồng hồ hết ta. Thử đi. Rồi ok, chính xác luôn. Rồi bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ bên bi sản phẩm chain bet 20 trên dưới chat collect của mình. Tiếp tục đỡ đường link vào profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Bạn nhấp vào cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chết liên kết nè, rồi bạn gọi lên chatbot nè. Tiếp tục gọi là link retweet nè, đây có bài retweet bài nào ta. Rồi bài retweet dự án của nó nghe các bạn. Rồi thì các bạn chia sẻ cái bài retweet này nè, bạn sẽ chết liên kết nè. Gọi lên chatbot nè. Tiếp tục hỏi follow Instagram không bao ai hay cho net nè. Rồi tiếp tục gửi đường link Instagram mình nè. Đâu nhập vào Instagram nè. Trên Instagram mình nhập vào avatar của mình nha các bạn. Rồi nhập vào ba cánh cùng nè. Copy đường link Instagram mình nè. Sau đó gửi lại cho bot nè. Tiếp tục bấm mày heo cho nét nha mà nói có follow get it không, gọi đường link get it nè, gọi đường link hay username ta, đường link luôn thì các bạn nhấp vào get it nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Nhấp vào avatar của mình nè, rồi nhấp vào ba cạnh cùng nè, copy username get it mình nè, đường link nè, gọi là chatbot nè. Tiếp tục hỏi join kênh seller không thì bạn bắt đáp bằng bấm máy heo join net nè, follow twitter và bấm heo join net nè. Tiếp tục bấm vào menu, bấm vào mình balance đi check số cam kiếm được mình đã nhận được 60 tỷ token BB nè các bạn. Các bạn dễ lên ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây không kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.